Momo? Hả? Lâu lắm rồi chúng mình mới trở lại trường học nhỉ? Cảm giác bồi hồi vui quá. Nhưng mà mọi thứ vẫn vậy. Bước vào năm học này, chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tích tốt. Ừ, tớ cũng hy vọng thế. Mình cùng cố gắng nhá. Không biết hôm nay cô ấy sắp xếp ngồi đâu nhỉ cậu nhỉ? Hy vọng là được ngồi cạnh cậu đấy. Tớ cũng thế. Không ngồi cạnh người khác đâu. Ngồi cạnh cậu những bài nào khó tớ còn hỏi cậu chứ. Nếu mà cậu thích thì mình lên xin cô rồi tớ sẽ kèm cậu học. À, mà bài tập hè cậu đã làm xong chưa? Tớ làm xong rồi này. Ôi, cậu làm siêu thế, tớ có mấy bài không làm được. Cậu mà chỉ cho tớ đi. Ừ, đi. Hey. Chào cả lớp, hôm nay là buổi đầu tiên trở lại trường học nên là các em phải nhớ tập trung vào bài học ngày hôm nay đấy nhá. Ôi, em hỏi ý kiến ạ. Hả? Em có một tiết mục văn nghệ muốn tặng cả lớp mình cô ạ. Cô thích ý kiến của Mây hay đây? Nào Mây em biểu diễn. Em vừa tiết mục rap muốn tặng cho cả lớp quá. Em sẽ được bắt đầu. Xin chào tất cả, đây là Simmy. Dễ thương hoặc bắt là phong cách của chị. Bao nhiêu kẻ thù muốn hạ mình thì hạ chứ chúng của em dài lắm. Trong cuộc chơi thực chiến lần này không được phép đem chuyện tình cảm. 1, 2, 3 hoặc chị em vào ngay. Chị em khen thì chị xin ra tay. Em xin hết ạ. Được rồi em. Bài rap của Mây rất là hay. Thôi chúng ta vào bài học nhá. Momo. Hả? Tớ trèo lên cho. Rồi, nhanh lên đi nhá. Ừ. Cậu lên đi. Cẩn thận đấy. Nào nào, cậu lên đi để tớ đỡ cho. Này, đỡ này. Rồi. À, cẩn thận chứ. Quả bên kia nữa kìa. Này, này. Rồi, xuống bên nào để tớ đỡ. Ê, cứ băng muối thôi. Đâu, có tớ xin miếng à không? Xoài của mình ngon thế. Càng chua mình càng ngon. Không hái thì phí. Đói quá là gói bim bim lót dạ rồi đó. Sức học tiếp môn tiếp theo. Bì ngon quá. Anh nhanh bọn nó là phim. Lúc lên cao thủ bây giờ. Kìa, thủ đi, nhanh nó đi. Giời ơi. Ôi, học một tí thì đã trôi hết phấn rồi. Dặn lại mới được. Chọn màu nào đây? Chết mà hồng hồng. Chơi đạo hay hay. Momo. Cha cha. Hôm nay phải mua tự mình dễ đấy. Tí nước cũng nhớ đưa tớ 700 đồng nhá. 50 đồng đấy. Biết rồi, kém quá bóc ra đi. Nhẹ nhàng thôi. Biết rồi. Đưa tay đây, chế ra cho một ít. Không cút sột soạt. Thế thôi,
À, bác không cảm ơn quả vật trong giờ gì. Ừ, sẽ em á. May yêu cậu ấy nhá, tí cho tiếp đấy, nghe chưa? Ừ, đợi tí. Cho đấy, nhanh đấy. Cho một tí. Đã không có tiền mà ăn lắm. Hey. Học môn này chán quá. Lên TikTok xem sao. Cái trò này hay đấy. Mình phải dùng cả lớp mình chơi mới được. Hey, một mắt rồi. Hả? Top top. Cái trò này hay cực. Chơi không? Này này, thôi nhá. Giờ tôi sẽ đưa máy cho người lùn nhất lớp. Giờ tôi sẽ đưa máy cho người láo nhất lớp. Giờ tôi sẽ đưa máy cho người học giỏi nhất lớp. Giờ tôi sẽ đưa máy cho người xinh nhất lớp. Bây giờ tôi sẽ đưa máy cho người quyền lực nhất lớp. Tôi sẽ thu máy. Mama. Hình hộp chữ nhật B bằng A nhân B nhân H. Xin thì xin, con xin. Hả? Con thì con xin xin đâu chờ. A cộng B bình bằng A bình cộng 2AB cộng B bình. Trong năm góc vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Phân của DX chia cho X bằng logarit trị tuyệt đối của X. Mama. Này cậu ơi. Hả? Cậu tên là gì đấy? Cậu tên là Mây. Cậu tớ với Mây như kim với chỉ. Mẹ kim rồi, chỉ biết sọ vào đâu. À mà, có lần nhá, tớ bị sét đánh mà không chết luôn ấy. Nani? Đó chính là lần đầu tiên tớ gặp cậu đấy. Này mà này, cậu có biết Thí Kiều ở đâu không? Hả? Thí Kiều á? Thí Kiều ở Long Ung Bích. Còn tớ, từ khi gặp cậu nào, chuẩn bị nhá, thì không thể bưng thích trái này. Nào, nhìn, nhìn đầu tóc ít thôi. Ừ. Nhìn sang trái. Dòng người vội vàng bước qua chợt như Mama. Nào, bạn nào hôm nay lên bảng để kiểm tra bài cũ nào. Hôm nay cô cho mấy câu khó thế. Hôm nay ngày 24 nhỉ, tháng 11. Thôi cô gọi bạn số 8 đi. Mời Quyên Tây lên bảng nhá. Anh trả lời cho cô đi. Đấy, chọn đáp án đi. Bao nhiêu? Hả? Ôi giời ơi, ba người nhắc biết ngay người nào. Không được, tôi chơi nhắc một thôi. Nào lớp này hôm nay thích diễn xuất đấy nhỉ. Mặt A thích biểu cảm, chữ mắt chữ A, mồm chữ O là sao? Chắc cơ. Tình hình này là không biết gì rồi đúng không? Trông chờ bạn à, không đỉa, về chỗ. Hey. Nào, hôm nay xem bạn nào sẽ là người may mắn được cô chọn trên bảng kiểm tra bài cũ nha.
Nên bạn trả lời bài cũ thôi cô. Nào em đọc một bài thơ vội vàng cho cô nghe xem nào. Dạ dạ vâng ạ. Tôi muốn tắt nắng đi. Hả? Muốn tắt nắng đi. Em cho tôi đọc ạ. Tôi muốn tắt nắng đi. À nhầm nhầm ạ. Tôi muốn tắt nắng đi. À uống gì đấy? Cho màu đừng nhạt mất. Cho nhạt mất. Đừng nhạt mất ạ. Tôi muốn buộc tóc lại. Buộc gió lại ạ. Tay bên kia vẫn giữ gì kìa. Em còn đeo cái gì tay đúng không? Mang lại cũng sao nào. Trả lời bài cuối còn dám đeo cái AirPods à? Không thì em về chỗ. Cô tịch thu AirPods này nhá.